Lốc xoáy làm hư hại hàng chục ngôi nhà tại Hà Nội. Sau một ngày nóng oi bức, khoảng 21 giờ đêm hôm qua, Hà Nội đã đón một cơn mưa dông giải nhiệt. Tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, trong cơn dông đã xuất hiện lốc xoáy. Dù chỉ tồn tại chừng 5 phút, nhưng với sức mạnh ngang với gió bão, cơn lốc xoáy đã khiến cho hàng loạt mái nhà cao tầng bay loạn xạ. Mái ngói xi măng rơi vỡ đầy đường. Riêng tại tổ 11, phường Trần Phú, có 11 căn nhà nằm sát đường D Khuyến Lương đã bị hư hại. Nhiều mái xi măng bị sập, rơi xuống nền nhà và đè lên các vật dụng trong 4 gian hàng ven đường Khuyến Lương. Nhiều mảnh tôn bị gió cuốn bay đã cắt đứt những đường dây điện cao thế, làm cho nhiều khu vực bị mất điện. Trong khi đó, một căn nhà đã bị cơn lốc xoáy làm sập bức tường cao hơn 2 mét, đè lên hai thanh niên trong nhà. Một người đã tử vong do các mảnh tường rơi trúng đầu, còn người thứ hai đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Lốc xoáy cũng đã quật đổ hai cây xanh có đường kính trên 80cm trên đê Khuyến Lương. Một cây xà cừ cổ thụ ở trong trường Trần Phú cũng đã bị quật ngã. Sáng nay, các gia đình đã bắt đầu dọn dẹp hậu quả của cơn lốc xoáy hiếm khi xuất hiện ở Hà Nội.